Nhưng mà có rất nhiều người không biết để mà mua đâu, không biết để mà mua nhá. Không ai báo, không ai nói, không ai tư vấn cho. Xem cái video này là các bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền đấy. Thì giá nó ở đây, anh em chụp ảnh và xem lại giá. Hoặc là anh em nhắn tin Zalo là chụp gửi ảnh này cho anh em. Đấy. Hello, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả bà con và tất cả khách hàng của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lộc trong cái thời kỳ khuyến mại vừa qua. Thì thời kỳ này mình sẽ làm một cái báo giá mới cho tất cả anh chị em. Thì là báo giá này là sẽ kết thúc cái chương trình khuyến mại, kết thúc cái chương trình khuyến mại đợt vừa rồi cho anh chị em, tức là khuyến mại là miễn dây cấp này, miễn phí ship này và lắp đặt chỉ còn 50.000 này. Thì kỳ này sẽ là vẫn giá thành như cũ nhưng mà sẽ không miễn phí công lắp đặt nữa, sẽ không miễn phí công lắp đặt nữa, mà công lắp đặt sẽ là 150.000 là khách hàng phải tự chịu. Đấy, mình sẽ chỉ hỗ trợ vận chuyển và miễn phí dây cấp thôi.